Hello everyone, welcome back to English 8, Friends Plus. My name is Jung and I'm very happy to be here with you for this lesson. So before we start the lesson, here is a small question for you. What does 3R stand for? Okay, that's right, some of you say it correctly. 3R stand for the three words, reduce, recycle and reuse. Chúng ta thường thấy cái cụm từ 3R, 3 chữ R, thì 3 chữ R đó là viết tắt của 3 chữ reduce, recycle và reuse. Giảm sử dụng, tái chế và tái sử dụng. So, do you think we should recycle our rubbish? Why and why not? Vậy thì theo các em, chúng ta có nên tái chế cái rác mà chúng ta thải ra hay không? Nếu có thì tại sao? Và nếu không thì tại sao không? So in the lesson today, Unit 7 Big Ideas and Lesson 6 Speaking, we will learn how to support a point of view. Ở trong bài này chúng ta sẽ học cách để mà đưa ra lý do cho cái quan điểm mà mình lựa chọn và cũng như là tìm câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi nhé. So now, please open your book on page 76 and look at exercise 1. Chúng ta mở sách trang 4, trang 76 và nhìn vào phần bài tập thứ nhất. Complete the dialogue with the words in the box. Chúng ta sẽ hoàn thành đoạn hội thoại bên tay phải với những từ được cho ở trong ô. Những từ bao gồm là effort, everyone, organize, rubbish, survey, work. Và sau đó chúng ta sẽ cùng nghe và check lại. So now please pause this video to do this exercise and continue when you have finished. Chúng ta sẽ ngưng video lại để làm bài và sau đó trở lại để nghe và kiểm tra đáp án của mình nha. Alright, now it's time to check your answer. Bây giờ chúng ta cùng nghe và kiểm tra đáp án. Unit 7, Speaking, Exercises 1 and 2. Hi there, would you mind helping me with a survey? What's it about? It's about what types of recycling people do every day. We believe we must recycle our rubbish, and we want the government to make it necessary everywhere. But don't people already recycle? Unfortunately, not everyone does, as people can choose not to recycle. If the government made it necessary, this would lead to everyone recycling their rubbish. But won't this perhaps be too difficult to organise? The main reason for recycling is to save the planet. It might need a lot of work, but it's definitely worth the effort. I suppose you're right. Okay, I'll answer your questions. All right, now let's see the answer. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa. Hi there, would you mind helping me with a survey? Bạn có làm phiền bạn có phiền không khi giúp tôi hoàn thành một cái khảo sát này? Help me with the survey. What's it about? It's about what types of recycling people do every day. Khảo sát về cái việc tái chế của mọi người mỗi ngày. We believe we must recycle our rubbish. Chúng ta cần phải tái chế rác. And we want the government to make it necessary everywhere. Và chúng tôi muốn rằng chính phủ khiến điều này trở thành bắt buộc ở mọi nơi. But don't people already recycle? Unfortunately, not everyone does. Không phải là mọi người đều tái chế hết rồi sao? Thì không may, không phải ai cũng làm điều đó. As people can choose not to recycle, if the government made it necessary, this would lead to everyone recycling their rubbish. But won't this perhaps be too difficult to organize? Chúng ta có động từ thứ tư là organize. The main reason for recycling is to save the planet. It might need a lot of work,
Lý do chính cho cái việc tái chế là để cứu trái đất, cứu hành tinh này, nên nó có thể cần rất nhiều cái sức lao động của mình. But it's definitely worth the effort. Nhưng chắc chắn rằng nó sẽ rất là đáng công, đáng làm. I suppose you're right. Tôi nghĩ rằng bạn đúng. Okay, I'll answer your questions. Và tôi sẽ trả lời các câu hỏi của bạn. Thì đó là phần. Now we have two questions. First one, what does Louis want the government to do? And number two, does Hugo agree with her in the end? Đối với câu hỏi thứ nhất, Louis muốn chính phủ làm gì? Thì ở trong bài chúng ta thấy đó là Louis wants the government to make it necessary for people to recycle. Bạn Louis muốn chính phủ phải biến cái việc mà tái chế trở thành một việc mọi người cần phải làm. And does Hugo agree with her in the end? Thì chúng ta thấy ở đoạn cuối thì bạn Hugo đã nói là I suppose you're right. Vậy thì câu trả lời sẽ là yes, Hugo agrees with her in the end. So now we have the key phrases. Vậy thì từ cái đoạn đối thoại hồi nãy chúng ta có một số cụm từ có thể sử dụng để mà build an argument, để mà làm luận điểm, để cho cái quan điểm của chúng ta. Đầu tiên, we believe we must. Thứ hai, we want the government to. Thứ ba, this would lead to everyone. Number four, the main reason for. Và số sáu là chúng ta có một cụm từ đi với the efforts. Vậy bây giờ các em hãy cùng đọc lại đoạn hội thoại vừa rồi và hoàn thành các cái key phrases này nhé. Okay, now let's check. The first one, we believe we must recycle our rubbish. Chúng tôi tin rằng chúng ta cần phải tái chế rác của chúng ta. Number two, we want the government to make it necessary everywhere. Chúng tôi muốn chính phủ biến điều này thành cần thiết ở mọi nơi. Number three, this would lead to everyone recycling their rubbish. Điều này sẽ dẫn đến việc mọi người đều tái chế rác của họ. Number four, the main reason for recycling is to save the planet. Lý do chính cho cái việc tái chế này là để giải cứu hành tinh. And number six, it's definitely worth the effort. Nó hoàn toàn là đáng cái sự nỗ lực của chúng ta. Okay, so now it's time for your practice. Practice the dialogue. I will be Louis and you will be Hugo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng luyện tập lại đoạn hội thoại một lần nữa. Cô sẽ đọc cái phần của bạn Louis và các em sẽ đọc phần của bạn Hugo nhé. Hi there. Would you mind helping me with a survey? It's about what types of recycling people do every day. We believe we must recycle our rubbish and we want the government to make it necessary everywhere. Unfortunately, not everyone does, as people can choose not to recycle. If the government made it necessary, this would lead to everyone recycling their rubbish. The main reason for recycling is to save the planet. It might need a lot of work, but it's definitely worth the effort. Great job! Now let's switch the roles. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đổi lại. I will be Hugo and you will be Louis. Let's get started. What's it about? But don't people already recycle?
But won't this perhaps be too difficult to organize? I suppose you're right. Okay, I'll answer your questions. Very good. Now we have exercise number four, work in pairs. You want to start a competition on making environment-friendly products at your school. Think of three reasons why it would be a good idea, then compare your ideas with the class. Bạn muốn bắt đầu một cuộc thi về cái việc mà thiết kế những cái sản phẩm thân thiện với môi trường ở trường. Và các em hãy nghĩ ba lý do tại sao đây là một ý kiến hay. Và sau đó chúng ta sẽ chia sẻ những ý kiến của mình khi mà chúng ta lên lớp cùng với các bạn. Và to begin, you can use the phrase one reason for making environment-friendly products is. Một cái lý do để tạo ra những sản phẩm thân thiện với môi trường là. Ok, ở phần này thì chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn ha. Và sau đó thì mình sẽ lên lớp để trao đổi lại với các bạn của mình. One more exercise that you can repair at home, and we will discuss with our classmates in the next lesson. Một bài nữa để chúng ta có thể chuẩn bị và bữa sau lên trao đổi với các bạn của mình. Read the situation, prepare and practice a new dialogue. Chúng ta đọc hai cái tình huống bên dưới và sau đó chúng ta chuẩn bị để mà một cái đoạn hội thoại giống như đoạn hội thoại vừa rồi. Use the key phrases and the dialogue in exercise 1 to help you. Và nhớ sử dụng những cái cụm từ, những cái key phrases mà chúng ta đã có trong đoạn hội thoại vừa rồi để mà giúp chúng ta hoàn thành. Student 8, you want your school to give its unwanted food to homeless people. Present your argument to student B. Một học sinh sẽ là cái người mà muốn trường học của mình đem những cái thức ăn mà dư ra không sử dụng nữa cho những cái người vô gia cư. Và sau đó trình bày cái luận điểm, cái ý kiến của mình cho cái người học sinh B. Student B, listen to student A. You're not convinced. You think it will be very difficult to organize. Respond with questions. Và người B sẽ là một cái người mà không có chưa bị thuyết phục bởi cái người A, vì bạn nghĩ rằng cái việc này sẽ rất là khó để có thể tiến hành. Và chúng ta sẽ phản hồi lại cái luận điểm của bạn A bằng cách đưa ra những câu hỏi chi tiết hơn. Okay, so please use the dialogue in exercise 1 and prepare a new dialogue just like that. And that is the end of our lesson today. Now we have the homework. Learn by heart all the structures. Chúng ta học thuộc lòng các cái key phrases có trong bài. And prepare for the next lesson, writing. Chuẩn bị cho cái bài học tiếp theo, đó là kỹ năng viết. That's it for today. Thank you so much for your attention. Goodbye and see you next time.